Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cây dứa hướng phát triển bền vững ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Thái Bình chung tay tiết kiệm sử dụng năng lượng hiệu quả. Quản lý thị trường tỉnh Nam Định tăng cường quản lý hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được biết đến là nơi có diện tích trồng dứa lớn của tỉnh Ninh Bình. Với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi phù hợp với việc canh tác cây dứa đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng một hecta. Đây được coi là cây giảm nghèo của bà con nông dân. Xã Quang Sơn là địa phương có diện tích dứa lớn nhất thành phố, với gần 300 hecta. Do điều kiện địa hình vùng đất đồi thích hợp với việc canh tác loại cây này, chính vì vậy đây là loại cây chủ lực của địa phương. Hơn nữa, việc phát triển diện tích dứa nhiều đã góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, không chỉ cho người dân địa phương, mà cả những vùng lân cận. Thành phố Tam Điệp có gần 2.500 hecta dứa, với năng suất bình quân trên 46 tấn và giá trị canh tác đạt trên 150 triệu đồng một hecta. Đây là loại cây công nghiệp ngắn ngày, sau khi trồng khoảng từ 14 đến 18 tháng thì cho thu hoạch. Do trồng dứa lâu năm, có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ thuật canh tác, nên người dân ở đây trồng khối vụ. Là giống cây dễ trồng không kén đất và đặc biệt đem lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Chính vì vậy, trong vài năm gần đây, cây mía đang được người dân xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định lựa chọn là cây trồng thay thế cho những diện tích trồng lúa kém hiệu quả hoặc những diện tích trồng cây màu giá trị kinh tế thấp. Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây mía, nhiều hộ dân trong xã đã chuyển hướng sang trồng loại cây này. Hầu như xóm nào trong xã cũng có hộ trồng mía, hộ ít cũng trồng một sào. Giống mía được người dân lựa chọn nhiều đó là giống mía voi và mía đỏ. Với những đặc điểm như mềm, ngọt, mát, cây mía của Trực Thắng đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Với đặc tính dễ trồng, có thể sinh trưởng tốt trên mọi điều kiện thổ nhưỡng, nên người dân xã Đức Thắng có thể tận dụng đất trong vườn nhà, đất bãi ven sông, ngoài cánh đồng. Thời điểm này, cây mía đã phủ kín diện tích đất trong xã. Từ cây mía, nhiều hộ dân ở xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh đã tăng thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trước đây, khu đồng trũng đất chua gần 6 hecta ở thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương bị bỏ hoang. Từ năm 2015, anh Nguyễn Anh Tới đang lập nghiệp tại Hà Nội đã về quê hương, mua và thuê lại cả khu ruộng bỏ hoang này để trồng cây ăn quả. Bắt tay vào thực hiện dự án, anh Nguyễn Anh Tới đã cải tạo đất, tôn đất trũng thành vườn, ba khu vườn trồng 3 loại cây ăn quả gồm cam canh, cam vinh và bưởi với tổng diện tích 5 hecta, diện tích còn lại dành để làm ao, nuôi bò và nuôi giun quế nhằm kết hợp cải tạo đất. Toàn bộ cả 3 khu vườn trồng cây ăn quả được thực hiện theo quy trình an toàn hữu cơ do các kỹ sư của Trường Đại học Nông nghiệp chuyển giao kỹ thuật. Đến nay, các vườn cây ăn quả đã cho thu hoạch. Ở năm đầu tiên này, trung bình mỗi hecta cam và bưởi thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Trong năm 2018, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động như phát triển các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích kinh tế tư nhân và kinh tế hộ gia đình, gắn với đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Kim Bảng cũng có nhiều chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Do đó, trong năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho trên 3.650 lao động, đạt 100% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với năm 2017. Đáng chú ý, cùng với thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, huyện Kim Bảng cũng đã tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tham gia sản xuất ở các thành phần kinh tế, đồng thời tích cực chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường chăm sóc y tế và đảm bảo chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo sát sao của ngành y tế Bắc Ninh trong việc nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh của y tế cơ sở, các trung tâm y tế huyện đang đẩy mạnh việc cắt cử các y bác sĩ về trạm y tế để khám chữa bệnh, khai thác hiệu quả trang thiết bị được đầu tư, đồng thời giảm tình trạng quá tải bệnh viện cho các bệnh viện tuyến trên. Qua việc triển khai khám lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn đã có 85% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử được ngành y tế quản lý. Sau khi có kết quả xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi, các trạm cũng đã cập nhật ngay vào hồ sơ sức khỏe cá nhân. Với những thông tin đã được cập nhật như thông tin cá nhân, chiều cao, cân nặng, chỉ số huyết áp và đặc biệt là yếu tố nguy cơ bệnh tật và chỉ số nhân trắc học
sẽ là những thông tin hữu ích đối với mỗi người dân khi đi khám chữa bệnh. Với sự chỉ đạo sát sao của Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn trong việc cập nhật các thông tin về sức khỏe cá nhân và hồ sơ sức khỏe của mỗi người, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để người bệnh có được hồ sơ sức khỏe đầy đủ và chính xác mỗi khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, đồng thời giúp cho ngành y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân ngày một tốt hơn. Ân cần trong giao tiếp, nói năng nhẹ nhàng, cẩn trọng và chính xác trong từng công việc, tỉ mỉ chăm chút cho từng người bệnh. Đó là tính cách thường gặp của thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo, bệnh xá trưởng, bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo được cấp trên điều động về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2012, anh được bổ nhiệm bệnh xá trưởng. Ngày mới về, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị y tế còn rất nhiều thiếu thốn, khiến anh và các đồng nghiệp không khỏi lo lắng. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, anh đề xuất với cấp trên khuyến khích động viên anh em tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để kịp thời nắm bắt được những tiến bộ của y học. Trong những năm qua, bệnh xá đã duy trì tốt hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ quân nhân chuyên nghiệp trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, bệnh xá còn tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trong tỉnh. Trung bình mỗi tháng, bệnh xá đón tiếp trên 500 lượt người dân địa phương các xã lân cận như Phương Triều, Thủ Sĩ, Tân Hưng, Hải Triều đến thăm khám. Nhà nên bản thân tôi ốm, tôi cũng lên cơ quan chỗ bác sĩ Tạo để tôi chữa. Còn bốn đứa cháu nội tôi ốm thì tôi cũng toàn cho cháu lên trên này. Qua những lần thăm khám này, nói chung là tất cả các bác ở đây rất tận tình, nhất là bác Tạo, bác sĩ Tạo rất tận tình đến bản thân tôi và các cháu. Năm 2018, thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo còn tham gia dự thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị hậu cần, trong đó anh tham gia đề tài sáng kiến cải tiến nẹp cố định gãy xương tạm thời dùng trong quá trình hành quân cho các cán bộ chiến sĩ. Bộ dụng cụ được thiết kế mới với nhiều tính năng ưu việt, khắc phục được nhược điểm của các phương pháp hiện đang áp dụng. Các loại nẹp thường dùng cố định tạm thời gãy xương như nẹp tre, nẹp gỗ khá cồng kềnh. Khi tiến hành cố định tạm thời gãy xương, nhân viên quân y phải tiến hành rất nhiều bước với các thao tác kỹ thuật khó khăn và kém an toàn. Bộ đai nẹp của thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo được thiết kế nhỏ gọn, giúp kỹ thuật cố định được an toàn. Với sáng kiến này, anh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao và đạt giải B trong hội thi. Trong chiến đấu đấy, dùng nẹp gỗ, nẹp tre để khi bộ đội bị gãy chân, gãy tay, đấy là ta dùng cái nẹp đó ta cố định tạm thời, ta vận chuyển về tuyến bệnh viện. Đấy thì là cái nẹp ấy là nó rất cồng kềnh, to. Đấy, to cồng kềnh gấp 5 gấp 6 lần cái nẹp đấy cơ. Bây giờ tôi chế biến lại cái nẹp rất nhỏ. Đấy, các cái y tá, y sĩ mang đi đảm bảo cho trên chiến trường ấy để băng bó cấp cứu đấy. Thì nó rất gọn nhẹ, cho vào túi ba lô hoặc là các cái túi cứu thương đấy, họ cho vào để họ xử lý. Thấm nhuần sâu sắc tinh thần gần gũi nhân dân, phục vụ nhân dân, trong những năm qua, thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo luôn chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức các đội công tác về cơ sở khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Việc làm này đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân. Nhằm giúp những hoàn cảnh khó khăn có nhà ở, trong năm 2018, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định đã huy động sự chung tay góp sức của cộng đồng, xây mới sửa chữa hàng trăm ngôi nhà chữ thập đỏ. Năm 2018, toàn tỉnh đã trợ giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, xây mới và sửa chữa 46 ngôi nhà với tổng trị giá 2 tỷ 862,3 triệu đồng. Từ số tiền vận động được, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã lựa chọn những đối tượng thực sự khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng sửa chữa, đồng thời rà soát tìm hiểu nhu cầu các đối tượng để vận động giúp đỡ. Để tiếp tục nhân lên những ngôi nhà chữ thập đỏ, năm 2019, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ giúp đỡ các đối tượng khó khăn, trong đó đặc biệt quan tâm tới những đối tượng nạn nhân chất độc da cam, phát động xây dựng và ủng hộ quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam để làm nguồn lực thực hiện các chương trình có ý nghĩa giúp đỡ những người nghèo. Từ năm học 2014-2015, trường tiểu học thị trấn Bần Yên Nhân số 1 đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên triển khai mô hình nồi lợn đất. Qua phong trào này, học sinh được giáo dục ý thức tiết kiệm, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Để phong trào thu được kết quả tốt,
Vào đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phát động ý nghĩa phong trào nuôi lợn đất đến toàn thể giáo viên và học sinh. Chính vì vậy mà phong trào nuôi lợn đất đã trở thành một hoạt động sôi nổi trong nhà trường. Vào giờ sinh hoạt lớp hàng tuần, các em học sinh mang số tiền tiết kiệm được từ tiền thưởng, tiền bán giấy vụn, tiền ăn quà vặt để nuôi lợn, từ 1.000, 2.000 tùy vào từng em học sinh. Vào dịp tổng kết năm học, trường lại tổ chức hội thi mổ lợn. Sau 4 năm thực hiện, phong trào nuôi lợn đất giúp bạn nghèo vượt khó đã thu được tổng số tiền trên 90 triệu đồng. Số tiền này, nhà trường dùng để hỗ trợ trao quà học bổng, sổ tiết kiệm cho hàng trăm lượt các em học sinh nghèo vượt khó trong trường. Có thể nói phong trào nuôi lợn đất giúp bạn nghèo vượt khó tại trường tiểu học Bần Yên Nhân 1 đã phát huy tác dụng và đạt hiệu quả tốt, thực sự trở thành một mô hình nhân đạo có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, góp phần tích cực vào giáo dục lòng nhân ái trong học sinh. Thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, gây bức xúc trong dư luận. Tại tỉnh Bắc Ninh, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý giáo viên. Vì vậy, không có tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tại huyện Gia Bình. Huyện Gia Bình có 15 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 15 trường trung học cơ sở với hơn 100 cán bộ quản lý và 1.118 giáo viên, trong đó 100% đạt chuẩn, hơn 90% trên chuẩn. Để tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đạo đức nhà giáo, những năm qua, ngành giáo dục huyện đã nghiêm túc triển khai, quán triệt các quy định của ngành, của địa phương đến từng cán bộ giáo viên, tăng cường xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường học, rà soát bổ sung nội dung thực hiện đạo đức nhà giáo trong quy chế hoạt động của nhà trường, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý giáo viên hàng năm theo quy định. Vì vậy, nhiều năm qua chất lượng giáo dục cũng như đội ngũ giáo viên của huyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các cái biện pháp đã thực hiện, tổng hợp các biện pháp, thường xuyên đặc biệt công tác tuyên truyền. Và khi mà có những dấu hiệu thì chúng tôi sẽ báo cáo xử lý một cách kịp thời. Và trong những cái điều này thì chúng tôi có quy định của phòng dục và yêu cầu tất cả các trường đều có quy định với giáo viên, với học sinh. Và đặc biệt là trong cái tiêu chí thi đua các trường thì chúng tôi cũng có cái thang điểm 100 và trong đó cũng có quy định rất rõ về các cái việc thực hiện các lề nếp của quy định này. Xử lý nghiêm các giáo viên nhân viên có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm là những giải pháp tiếp theo của đơn vị. Hy vọng với những việc làm cụ thể, rõ ràng của ngành giáo dục và đào tạo huyện Gia Bình, chất lượng giáo dục của địa phương sẽ tiếp tục được nâng lên một cách nhanh và bền vững. Trước nỗi lo về thực phẩm bẩn hiện nay, để tạo sự yên tâm cho các bậc cha mẹ, nhiều trường mầm non tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang chú trọng đến việc đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, nâng cao chất lượng, cân bằng chế độ dinh dưỡng, góp phần đảm bảo mục tiêu cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực. Toàn tỉnh hiện có trên 200 trường học có bếp ăn bán trú với khoảng 65.000 suất ăn một ngày, trong đó chủ yếu là các trường bậc mầm non và tiểu học. Thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp có gần 100% các trường mầm non và tiểu học thực hiện cho học sinh ăn bán trú tại trường. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn hàng năm, ngành giáo dục đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn, kiến thức và khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ nhân viên dinh dưỡng. Các nhà trường nâng cao ý thức trong việc lựa chọn và chế biến thực phẩm, bếp ăn xây dựng một chiều, việc chế biến thức ăn sống, chín phải để riêng, bảo quản, lưu mẫu thức ăn thực hiện nghiêm túc theo quy định, công khai thực đơn, thay đổi món ăn theo mùa. Hiện nay, nhiều trường cũng đã chủ động cải tạo diện tích sân vườn để tự trồng rau sạch, cung cấp thực phẩm an toàn trong các bữa ăn cho trẻ, như tại trường mầm non Gia Hưng, huyện Gia Viễn, nhà trường đã dành 1.800 m² để tự trồng rau sạch, vừa để giáo dục cho trẻ các kỹ năng về trồng, chăm sóc rau. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả là một việc làm cần thiết, nhưng không phải ai cũng có thói quen này. Trung tâm Khuyến công Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Thái Bình đã tổ chức nhiều chuyên đề, hội thảo, hội nghị tuyên truyền về chương trình Mục tiêu Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để xây dựng thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm đến từng người dân, từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đây là một giờ ngoại khóa của trường Tiểu học Hòa Bình Vũ Thư về chủ đề tiết kiệm năng lượng. Từng khái niệm đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc
được lồng ghép với những vật dụng quen thuộc hàng ngày, có sẵn trong mỗi gia đình, giúp các em vừa dễ hiểu vừa nhớ lâu. Quan trọng hơn là sau mỗi giờ học như thế này, các em đã dần hiểu ra rằng điện nước hay xăng dầu không phải là vô tận. Nếu chúng ta không tiết kiệm ngay từ bây giờ, thì chẳng bao lâu nữa, nguồn tài nguyên này sẽ cạn kiệt. Và ngay trong cái việc mà khi các em ra chơi này, xếp hàng ra về này, ở trên loa cũng nói về cái việc là tiết kiệm điện, là bằng cách là tắt các thiết bị điện trước khi ra về hoặc ra chơi. Còn đối với các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn, thì tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả lại càng cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh. Do vậy, ngay khi xây dựng thêm cơ sở mới, doanh nghiệp này đã tính toán lắp đặt dây chuyền thiết bị hiện đại, thay thế thiết bị tiêu hao nhiều điện năng và ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên. Theo kế hoạch, năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Thái Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tập trung giới thiệu, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo và đề xuất các giải pháp hỗ trợ hợp lý. Và đặc biệt là triển khai với các cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì hiện nay, thực lòng ra thì phải nói là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái thiết bị, máy móc, công nghệ thì còn có nhiều cái lạc hậu. Cho nên nó tiêu hao rất là tốn năng lượng và trong quá trình sản xuất kinh doanh. Cho nên đây là một vấn đề cần phải tuyên truyền và giúp tư vấn cho các cái doanh nghiệp này. Năng lượng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của mỗi quốc gia. Việc khai thác và tiêu thụ năng lượng một cách lãng phí không chỉ khiến cho nguồn năng lượng ngày càng cạn kiệt, mà còn gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Do đó, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn năng lượng là mục tiêu sống còn của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 đến ngày 22 tháng 2 năm 2019, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Nam Định sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Trong suốt thời gian cao điểm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh sẽ tập trung 100% quân số, kể cả ngày nghỉ và các ngày lễ Tết, tập trung kiểm tra 5 yêu cầu bắt buộc đối với sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, như nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, niêm yết giá bán hàng theo giá niêm yết và yêu cầu giám định chất lượng hàng hóa khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường sẽ đột xuất kiểm tra điều kiện kinh doanh của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh các dịch vụ trông giữ tài sản, ăn uống, vui chơi giải trí tại các lễ hội trên địa bàn. Riêng các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội như vũ khí, chất nổ, ma túy, pháo nổ, tài liệu phản động, lực lượng chức năng đã có phương án đấu tranh ngăn chặn, phòng chống gian lận thương mại cụ thể. Địa bàn trọng điểm tập trung kiểm soát việc vận chuyển hàng lậu, hàng giả là các huyện ven biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, các trục quốc lộ 10, quốc lộ 21, các chợ đầu mối, chợ nông thôn và các khu vực diễn ra lễ hội đầu xuân. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, người tiêu dùng cũng cần nâng cao ý thức trong việc lựa chọn và sử dụng những mặt hàng đảm bảo chất lượng. Các cơ sở kinh doanh nói không với hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Năm 2018, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình đã thực hiện trên 2.600 cuộc kiểm tra, trong đó đã phát hiện xử lý trên 1.000 vụ việc vi phạm. Từ nay cho đến thời điểm Tết Nguyên đán 2019, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, tiềm ẩn việc lợi dụng các chương trình khuyến mại để bán hàng kém chất lượng. Cục Quản lý Thị trường yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, nắm vững diễn biến tình hình theo lĩnh vực địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, nhận diện các hành vi, mặt hàng vi phạm để đấu tranh ngăn chặn, xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Mới đây, Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh đã triệt phá thành công tụ điểm ma túy tại xóm 8, Quan Văn, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lý Nhân đã bắt quả tang Thiểu Thị Nga, sinh năm 1966, trú tại xóm 8, Quan Văn, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện tại nhà. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 12 gói giấy bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, 2 điện thoại di động gần 1 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Nga, cơ quan công an thu giữ một cục to và 16 gói giấy bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, 4 túi ni lông bên trong chứa chất nhựa màu đen nghi là thuốc viện, 1 lọ methanol, 2 cân tiểu ly, hơn 20 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.